Xin chào mọi người, hôm nay shop bên mình muốn giới thiệu đến mọi người cái bộ chuông cửa có mã là ATA 915M. Thì bộ chuông cửa này á thì nó có cái đặc điểm là cái nút nhấn này á, mình sẽ không có cần dùng pin, do đó mình không cần phải thay pin ha. Và cái nút nhấn này do không dùng pin cho nên mình nó chống nước rất là tốt, thì mình có thể để nó ở phía trước cửa, thì dán ở phía trước cửa nếu mà mưa có tạt vô thì cũng không có ảnh, không có sao hết ha, vẫn sử dụng được tốt. Thì cái nút nhấn này á, mình sẽ dán lên cửa bằng cái băng keo hai mặt này, hoặc là mình nó có cái bộ chuông này nó có kèm thêm một cái đế, thì mình bắt cái vít đế này lên trên tường hoặc là trên gỗ gì đó, thì sau đó mình sẽ cài cái nút nhấn này vô cái phần đế này ha. Cài như thế này nó có những cái lỗ, mình sẽ cài vô. Thì cái chuông cửa là sẽ cắm vô ổ điện mà với chân cắm dẹp. Còn trên cái bên hông cái chuông cửa này mình thấy là có hai cái nút dưới có hình cái nốt nhạc này, là dùng để chỉnh nhạc chuông, mình đổi nhạc chuông theo ý của mình. Thì cái chuông này nó có khoảng 30 cái tiếng nhạc chuông để mình có thể thay đổi. Còn cái nút phía trên này là cái nút chỉnh âm lượng lớn nhỏ ha, mình cứ nhấn vô thì nó có ba cỡ âm lượng tất cả. Thì bây giờ cái nút nhấn này là mình đã chỉnh rồi ha, mình thấy là mình cứ bấm thì chuông sẽ kêu tiếng to tiếng to. Thì bây giờ mình thử chỉnh cho các bạn nghe một số cái tiếng nhạc chuông ha. Cái nhạc chuông á thì nó sẽ, nếu mình cứ cắm điện liên tục thì khi mình sử dụng thì nó sẽ cố định cái tiếng nhạc chuông, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mình rút cái đầu chuông này ra ngoài hoặc là bị cúp điện, thì khi mà có điện trở lại hoặc là khi mình cắm chuông trở lại trong cái ổ cắm này thì mình thấy là cái tiếng chuông nó sẽ trở lại cái tiếng chuông đầu tiên, tinh tông, chứ không phải cái tiếng chuông mình đã chọn, do đó mình phải tiến hành chọn lại. Thì bây giờ đó, thì shop sẽ hướng dẫn là kết nối thêm một cái nút nhấn khác. Thì mình thấy nè, khi mình bấm thì nó không có kết nối nha. Bây giờ mình sẽ thử kết nối để cho nó hoạt động chung với nhau. Thì cái cách mà kết nối đó, là mình sẽ chọn tiếng nhạc bằng cái nút nhạc này. Thì hồi nãy là mình đã thử đầu tiên đó, là cái tiếng nhạc đầu tiên thì mình chọn đến tiếng nhạc thứ ba. Mình chọn đến tiếng nhạc thứ ba. Sau khi cái tiếng nhạc thứ ba kết thúc thì mình sẽ nhấn giữ cái nút âm lượng này, thì mình nhấn giữ khoảng 5 giây thì nó sẽ kêu hai tiếng tin tin. Mà khi mà nó kêu hai tiếng tin tin thì mình phải nhanh chóng bấm cái nút này để cho nó hai cái này nó kết nối với nhau. Thì sau khi nó kết nối với nhau thì ngay lập tức là nó sẽ phát ra một cái tiếng nhạc, thì lúc đó mình nhanh chóng ngắt nguồn điện hoặc là mình rút cái chuông ra khỏi cái ổ cắm. Thì bây giờ mình thể tiến hành thao tác thử ha. Hồi nãy là mình cái tiếng chuông đầu tiên rồi. Và bây giờ cái tiếng chuông thứ hai. Đó, bây giờ là tiếng chuông thứ ba. Và mình thấy tiếng chuông thứ ba kết thúc rồi ha. Thì mình sẽ dùng tay mình nhấn nghe hai tiếng tin tin ha. Mình nhanh chóng rút cái chuông ra và mình ngắt nguồn điện, thì sau đó mình cắm trở lại. Đó, mình thấy là nó kết nối thành công rồi ha. Thì bây giờ cái này mình thấy là hai nút nhấn được hoạt động. Thì mình sẽ làm tương tự như vậy, nếu mình cần kết nối thêm chuông nữa hay là nút nhấn nữa thì mình cứ làm như vậy.